Hi, welcome back to my channel Star Scalero. Roblox. Okay. We got YOB. Let's go. Từ lại đi đường vòng thôi, nhưng không sao. Ô, màu trắng là chết này, thế thì màu xanh không có gì. Cái này thì các bạn sẽ phải cẩn thận, nếu mà chạm vào là thua ngay. Oh my god. Wow. Đi rồi. Tiếp tục nào. Okay. Khi các bạn nhảy chạm lên trên là các bạn cũng chết. Hy sinh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Thank you.
Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Show me some ID. Get some sleep, he says. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Damn car!
place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. This is Luigi's club. Let's go around the back and use the service door. Good day, let's go. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'd get cut up. Whatever. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. I'm fixing the nut up on me. Sit yourself down, CJ. What are you after, Carl? Say hi to your brother for me. Raise up. Vẫn bật cắt lại tóc. Thế thì mình sẽ cắt loại 100 tiền đây. Sit down, CJ. Làm loại 100 tiền. You got a style in mind? Chăm đi. Looking like a player now, dog. Tell Big Smoke he needs a cut. Ok, và sau đó thì tiếp tục các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo trong tụi cái này. Shit! I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. Sau đó thì các bạn sẽ vào ăn bánh ở bên kia. Và cuối cùng thì sẽ đi cướp và chạy trốn khỏi đây. Ok. Rồi, và tựa game cuối cùng. À, và tựa game tiếp theo. GTA. LCS. Let's go. Ok. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place. Hey,
This is it, Tony. Home sweet home. Những tiếng súng của băng đảng họ tiếng súng băng đảng kia. Ở đây mình đang chở một sếp. Apartments cost money, Tony. Okay, và tiếp tục nào. This for speech, no limits. Thank you.
number one speech. Oh, first night, let's go. Lỗi rồi. Wow. Ok, và mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.